Chào anh em nhá, lại làm Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Suốt trưa này đi tuyển một con hàng cực kỳ chất lượng anh em nhá. Này anh em này, anh em xem quả bộ này. Lông mỏng đoàn dài, màu đá lân, hầu bò mặt dữ anh em nhá. Cánh gà tre. Nói chung là con này bóng bộ thì không chê được điểm gì anh em ạ. Màu gần đổ lân luôn. Đá lân anh em ạ. Này vừa về nhà anh em nhá. Đây em vừa về nhà cho ăn mấy con châu chấu này cho nó xem có ăn không. Này nó cũng đang ăn này anh em ơi. Và anh em vực quá ok luôn. Nói chung bóng bộ của này rất là ok luôn anh em nhá. Đây anh em ơi, bóng bộ rất là ok luôn anh em nhá. Con này mới được một mùa rưỡi thôi anh em ạ. Mặt dữ lắm, màu đá lân, gọi gần như gọi đổ lân rồi anh em ạ. Bóng bộ cực kỳ đẹp luôn. Chung bóng bộ không chê được cái gì anh em nhá. Lông mỏng đoàn dài cao cầu. Nhìn anh em nhìn quả đầu mặt ác không? Hầu bò to lắm anh em nhá. Con này em giao lưu anh em với giá là 4 triệu mốt nhá. Con này em đã test dãi một tiếng ok anh em nhá. Đó là hàng sạch ấy, anh em. Con đồng bên trái này. Hàng sạch thì con này người ta chăm thì vẫn là cám tổng hợp thôi, chưa có lửa mấy anh em ạ. Nó chưa đạt nữa được. Về anh em chăm thêm là ok anh em ạ. Bóng bộ mini. Đây anh em được nhìn bộ thôi là đã thích rồi anh em ạ. Anh em nào kết thì galo trực tiếp cho em nhé. Đây buổi già nên là nó được 5,5 thì đang thuần được tầm khoảng 70%. Anh em thích lồng nhẹ là vui ok luôn anh em nhé. Mình cứ chăm nhẹ nhàng là ok. Còn buổi già mình chăm mới thích anh em ạ. Nhất trái. Đầy quá. Hả? Có đầy quá không? Không. Nó có bao giờ nó tan như vậy đâu. Cái tài này gọi là cái gì vậy? 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 Cái con